Mến chào bạn, đây là nông cơ Hoàng Nhật. Thì hôm nay ông chủ ông muốn giới thiệu mấy con mấy cày ông chủ, mấy con? Không, ý là mình giới thiệu mấy con để mình bán. Quay hết bài luôn hả? Hả? Hết bài luôn à? Rồi bây giờ đầu tiên thì con này là con Văn Ma F200 ha. Thì nói chung cái con này thì mình có báo giá gì luôn không? Có báo giá, báo luôn giá, hả? Giá lấy đầu không hay là có đuôi? Không thì mình cứ báo giá đi. Bây giờ thí dụ đầu không là bao nhiêu, còn đầu đuôi cái đó tính 58 sao? 58 triệu hả? Con này nó bao nhiêu mã lực? Con này 20 mã lực. 20 mã lực, rồi nó xài số dầu hay là số cơ? Số cơ hết anh. Ben cơ điện hả? Ben cơ điện luôn. Ben cơ điện. Con này chạy được 1241 giờ ha. Nói chung về ngoại hình đồ thì còn khá đẹp ha. Gì vậy? Rồi về ngoại hình đồ thì rất là đẹp, ok ha. Nước sơn còn rin hết ha. Sơn đồ này nọ là rin hết. Rồi cái con này mình nó xài bánh trước là bánh gì đấy? 60012. 612. Vỏ rin luôn, vỏ theo xe luôn hả? Còn bánh sau là bánh gì ạ? Thấy người ta cũng quan trọng cái vụ bánh trái này lắm. 8324. Năm niền đồ rin luôn đẹp ha, nước sơn đồ chuẩn của xe ha. Con này mình nổ máy lên được không? Được anh. Đâu thử làm phát cho bà con nghe thử coi. Ô, nhuyễn dữ rồi. Quá nhuyễn. Rồi nghe tiếng máy là biết quá ok rồi. Rồi qua con khác tuần đây. Rồi được rồi, qua con khác đi, tại vì mình tranh thủ thời gian chứ. Con đó cần bên đó vô số à. Rồi con Hinomoto này cũng không túc giảm gì luôn hả ta? Irin đó luôn hả? Có giảm vàng áo. Đâu? À có giảm vàng áo hả? À rồi 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 được rồi, máy nổ vậy là ok quá rồi, lên hát là nổ là được rồi. Dàn áo này là mình giảm, dàn áo này là mình giảm, còn nguyên cái dàn đồng dàn dưới đâu mình không giảm đúng không? Hả? Lóc máy đồ còn nguyên thủy hết. À khỏi suy nghĩ hả? Mà còn nguyên thủy hả? Con này thì mình bán giá bao nhiêu? Con này đầu không đầu không 52 triệu, tay lái trợ lực. À nó trợ lực luôn. À đây bộ trợ lực nó đây, bộ tay lái trợ lực luôn. Nó là bao nhiêu mã lực? 20 mã lực mà cầu lớn ha. Rồi Hinomoto E2004 20 mã lực. Rồi rồi còn con này hết 40, dọn hết chưa, xong chưa hả? Xong chưa? Rồi về nghĩa địa đó. À con này thì xài vỏ lớn ha. 12 28. 440 này thì nó bao nhiêu mã lực? Nó 37 đến 44 ngựa. À 37 đến 44 ngựa hả? Vỏ sau là vỏ gì ta? À 12 4. 12 24 28. 12 24 28. Vỏ trước là 8 16. 86. Đây anh, 86 đây. Rồi. Sibora con này động cơ nó mấy máy? 4 máy. 4 máy à. Con này chạy bao nhiêu giờ rồi ta? 1222 giờ. Để mình quay xong con này mình quay lại cái con Kubota, con Hinomoto mình xem giờ chạy của nó ha. Cái này nước sơn rin đồ không dặm ha. Rồi, mấy nghe. Mấy cái này là nó rin của Nhật nó vậy qua luôn chứ mình về nó vậy á, em không có làm gì đâu. Ở bên đó nó làm, nó làm keo đồ cũng tè lè ha. Nó cũng để vậy thôi. Mà anh thấy rất là nhiều nha. Hả? Rất là nhiều con nó đều vậy hết. Đúng, nó để vậy chứ còn về nghĩa địa. Em đụng đậy gì hết. À không đụng đậy gì hết. À nguyên bản luôn, dàn áo nguyên luôn. Đúng vậy.
Con này nổ máy được chưa? Dạ được anh. Lên làm phát đi. Con đã yếu rồi. Con hả? Rồi được, thuận cho anh hỏi giá đi. Dạ đầu không 160 anh. Đầu không là 160 triệu. Dạ. Từ 38 đến 44 ngựa. Rồi. Rồi còn con TL bên này nhiêu? Con đó hả? Isaki nè. Con đó có trợ lực anh. Có trợ lực hả? À. Là đầu không 55 triệu. À. Một cầu. Một cầu. Còn con này có trợ lực không? Trợ lực luôn 2 cầu. À trợ lực luôn 2 cầu. Rồi, để anh coi cái giờ chạy của con này coi. Con Hino này mới chạy có 1.007 giờ à. Ở bên đó cái dòng máy nhỏ nó chạy 1.000 giờ nó bỏ ha. Cái dù máy mà lớn thì nó mới chạy tăng cái giờ lên. Đúng rồi. Rồi con này đi. 1285. L1285. Mới có chạy 1.169 giờ. Con này nước sơn nó rin hết không? Nguyên thủy anh. Nguyên thủy hết hả? Đó, nguyên thủy. Ê, con này là mình nó là L1 nè, 285 nè. Thế cái dòng này số nó số nhớt hay số cơ vậy? Dạ số cơ. Số cơ luôn hả? Số cơ. Ủa sao có cái dòng này số nhớt? Nó tùy theo đời. À tùy theo đời hả? À. Như con này thì giờ mình bán giá khoảng bao nhiêu tiền? Luôn phay 160 anh. Luôn phay hả? À luôn phay 160 à. Không phay 150. À không đụng chạm gì luôn ha. Đó, nguyên thủy của nó vậy. Heo bén được không đụng chạm luôn ha. À, vỏ bánh đồ này nọ là còn nguyên zin ha, nó là 28 mã lực hả? Dạ. 28 mã lực hả? 28 mã lực. Hồi nãy em nói luôn phay là bao nhiêu? Luôn phay 160. À luôn phay 160 triệu. À. Vỏ trước là 716. Vỏ sau là 13.624. À có mùi có đồ luôn. Chạy 1.169 giờ. Chạy 1.169 giờ, số cơ bên điện. À, bên điện anh. Bên điện. Mình để vậy? À, bên điện vậy luôn. Không có xài cơ. Cái bên điện này xài nó có bền không ha? Dạ. À, bền không ha? Cũng bền chứ anh. À, đùi lớn đây hả? Ừ. Con này nổ máy được cho em? Dạ được anh. À, nổ lên tí xíu. Quá chất ha. Tí. Đạp đạp ga cái thằng. Rồi. Quá chất. Bô nó nằm trước này luôn ha. Bô nó thổi đang trước khỏi khói ha. Hả? À. Rồi. Con này đi. Con này mình hình như dàn áo này dặm rồi phải không? Con này dàn áo mình sơn lại. Sơn lại hả? À. Con này chạy mới 1.279 giờ. Máy móc zin hết luôn. Dàn sườn khung đồ zin. Mâm bánh đồ này nọ zin. Con này là 2.200 là 22 mã lực. Sử dụng vỏ sau là 9.524. Vỏ trước là 6.14 ha. Ừ. Rồi. À hai cầu có trợ lực không? Con này có trợ lực anh. À, con này có trợ lực không? Trợ lực. À trợ lực hả? Lò quan này có trợ lực mà con này cũng có trợ lực luôn. Như con này thì như vậy thì mình bán khoảng bao nhiêu tiền? Đầu không thì 95 triệu. 95 triệu cái đầu không. À. Đó phay thì 105 triệu.
Phốt 2,105 triệu. À. Rồi. Hả? Nước sơn nó đúng nghĩa địa hả? À. Đúng với màu nghĩa địa. Hay là sao? Ví dụ. Đúng màu nghĩa địa. À. Còn vàng áo có sơn. À. À, nước sơn rin là đúng của nghĩa địa đúng không? Vàng áo này mình sơn lại. Đúng. Nó xấu quá sơn lại. Đúng. Rồi. Có bình chưa? Dạ, có bình. Quất hát đi cho nó nổ chơi cho vui. Con này nhiêu giờ ta? 1279 giờ. 1279 giờ. Rồi. Ok. Rồi. Bạn nào mua thì số điện thoại trong phần mô tả cái video nha các bạn nha. Rồi mai mốt mình sẽ làm thêm những cái con khác. Bữa nay mình tạm thời làm bằng này con trước đã. Rồi, mến chào các bạn.